Chào quý anh chị và các bạn, em là Hiền, cố vấn định cư Canada. Canada luôn nằm trong số những quốc gia có nền kinh tế phát triển, nền giáo dục chất lượng cao, chính sách nhập cư thoải mái và phúc lợi hậu hĩnh. Đặc biệt, hệ thống phúc lợi cao nổi tiếng thế giới là yếu tố quan trọng thu hút người nhập cư. Vậy, khi bạn đến Canada làm việc và định cư, khi về hưu, bạn sẽ nhận được những khoản tiền gì từ lương hưu của bạn? Hôm nay, em xin có buổi chia sẻ về quyền lợi người cao niên tại Canada. Đồng hành cùng em hôm nay có chị Linda, cố vấn định cư Canada tại ICIC, sẽ chia sẻ đến quý anh chị về chủ đề này. Không biết tiền phúc lợi cho người cao tuổi, người già tại Canada gồm bao gồm những cái khoản gì vậy chị Linda? Tiền phúc lợi cho người cao tuổi tại Canada bao gồm 3 khoản tiền: tiền hưu trí Canada Pension Plan, viết tắt là CPP, tiền già Old Age Security, viết tắt là OAS, và tiền bảo đảm bổ túc thu nhập Guarantee Income Supplement, viết tắt là GIS. Sau đây mình sẽ chia sẻ rõ hơn về 3 khoản tiền này cho quý anh chị. Vậy tiền hưu trí Canada Pension Plan CPP là tiền gì vậy chị Linda? Tiền hưu trí sẽ bao gồm 3 loại tiền: tiền hưu trí lao động, tiền tàn phế và là tiền thân nhân còn sống khi người lãnh CPP qua đời. Thứ nhất là tiền hưu trí lao động là Retirement Pension CPP. Thì trong khi đi làm hoặc là kinh doanh buôn bán, người dân Canada phải đóng góp vào quỹ hưu trí là CPP. Tiền đóng góp vào CPP được trừ hẳn vào trong cái chi phiếu trả lương. Trong trường hợp tự làm chủ, tức là self-employed, có nghĩa là những người không lãnh lương từ nhà tuyển dụng thì vẫn có thể tự đóng vào quỹ CPP. Tiền CPP là một loại bảo hiểm, có nghĩa là tiền lãnh ra tương ứng với cái khoản tiền mình đóng góp vào. Đóng góp nhiều thì đóng góp lâu hơn thì sẽ lãnh ra nhiều hơn. Trong năm 2023 thì tiền CPP tối đa được lãnh hàng tháng là 1.306 đô Canada. Người lãnh CPP năm 60 tuổi và người lãnh CPP năm 65 tuổi thì đến năm 78 tuổi thì tổng cộng số tiền lãnh của hai người là bằng nhau. Kể từ năm 79 tuổi trở đi thì tổng CPP của người lãnh năm 65 tuổi sẽ nhiều hơn người lãnh năm 60 tuổi. Nếu đang lãnh tiền CPP mà vẫn đi làm việc và chưa đến 70 tuổi thì có quyền đóng tiếp tục vào cái quỹ CPP. Và như vậy tiền CPP lãnh sẽ được tăng lên vì sự đóng góp tiếp tục này. Tuy nhiên cũng chỉ có thể đóng góp đến năm 70 tuổi mà thôi. Quý anh chị muốn được lãnh tiền CPP thì phải làm đơn xin, chứ chính phủ không có tự động cấp phát. Đơn phải nộp 6 tháng trước cái ngày dự kiến khởi sự lãnh tiền. Thứ hai là tiền tàn phế là Disability Benefit CPP. Khi một người chưa đến 65 tuổi, chưa lãnh tiền Retirement Pension CPP mà trở thành tàn phế, mất sức lao động vĩnh viễn, thì người đó sẽ nhận được cái tiền tàn phế. Tiền này cao hơn tiền hưu trí lao động Retirement Pension nói trên. Tuy nhiên khi đến 65 tuổi thì tiền tàn phế lại trở thành tiền hưu trí lao động, nhưng lúc đó người tàn phế được bắt đầu hưởng thêm cái tiền già là OAS. Thứ ba là tiền thân nhân còn sống khi người lãnh CPP qua đời, tức là Survivor Benefit CPP. Khi người đang lãnh CPP qua đời, vợ hay chồng còn sống, hay thân nhân được lãnh một khoản tiền từ Death Benefit bằng 6 tháng CPP. Vợ hay chồng hay là con của người lãnh CPP qua đời thì cũng sẽ được lãnh một món tiền hàng tháng, với điều kiện là người vợ phải trên 35 tuổi và người con phải dưới 25 tuổi và đi học hoàn toàn full time, là toàn thời gian. Số tiền nhiều ít thì tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Dạ, vậy còn cái tiền già mà OAS đó chị, thì là cái loại tiền gì và cái điều kiện để mà mình nhận cái tiền này thì phải làm cách nào vậy chị Linda? Tiền OAS là thu nhập chịu thuế, do đó phải khai báo tiền OAS trong hồ sơ thuế hàng năm. Điều kiện để hưởng phải là 65 tuổi trở lên và cư ngụ tại Canada ít nhất là 10 năm.
Để được lãnh tối đa cái tiền OIS thì người xin phải sống ít nhất 40 năm tại Canada lúc nộp đơn xin. Thì trong năm 2023, tiền OIS tối đa là 691 đô ca. Còn về tiền bảo đảm bổ túc thu nhập GIS, khi nào thì người già sẽ nhận được và các điều kiện cũng như phải làm sao để nhận được tiền này vậy chị Linda? Tiền GIS là tiền chính phủ trợ giúp thêm cho người đang lãnh OIS mà không có hoặc là rất ít thu nhập khác nhằm bảo đảm cuộc sống không quá hiếu hụt. Tiền GIS được cấp phát cùng lúc với lại OIS và cũng phải làm đơn xin. Muốn được tiếp tục hưởng GIS hàng năm thì phải nộp hồ sơ khai thuế hàng năm để chính phủ nắm được mức thu nhập. Tiền GIS nhiều hay ít thì tùy thuộc vào tiền thu nhập khác của người xin cũng như là người phối ngẫu. Tiền thu nhập khác không bao gồm OIS, tỷ dụ như cao niên, độc thân, có CPP và các nguồn thu nhập khác tổng cộng hơn 16.704 đô ca thì sẽ không được lãnh GIS. Còn vợ chồng cao niên có CPP và các nguồn thu nhập khác tổng cộng hơn 22.080 đô ca thì sẽ không được lãnh tiền GIS. Tiền GIS tối đa trong năm 2023 là 1.026 đô ca cho người cao niên độc thân hoặc có vợ hay là chồng chưa phải cao niên là 618 đô ca cho mỗi người nếu cả vợ chồng đều là cao niên. Tiền GIS được điều chỉnh theo giá sinh hoạt và lạm phát nên tiếp tục gia tăng mỗi năm. Tiền GIS chỉ có thể trả bên ngoài Canada tối đa là 6 tháng. Tiền GIS không phải là thu nhập chịu thuế nên không cần phải khai báo trong hồ sơ thuế hàng năm. Rất cảm ơn những chia sẻ của chị Linda. Hy vọng các thông tin trên sẽ hữu ích với quý anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.